Dạ, xin chào cả cô anh chị, mình quay trở lại kênh con ha. Thì đầu tiên là sáng hôm nay là con chúc chị mình nhiều sức khỏe nha. Thì trong sáng hôm nay thì con sẽ lên con chị mình một cái ít mai giống cho chị. Mai giống thì cũng có bữa nay thì có cúc vạn phúc nè, dảo đa phúc nè, nhiều toàn và bình lợi không anh chị. Thì trước đó thì cũng giới thiệu anh chị mình xem test vài cái mặt hoa, vài mặt hoa của mấy cái giống khác nha. Đây là có dảo đa phúc cho con chị mình xem, có lãi lá ra cây nè. Cây này tự nhiên nha quý chị, chứ này là con không có gọi là xử lý mà phân thuốc gì hết á. Kiểu như mà bị nó bị nắng quá cái nó rụng lá, hiện giờ nó sẵn nó trổ luôn. Cái này mặt bông dạo đạo phúc, bông thì nó cũng chùm nha quý chị, bông chùm ha. Mỗi mặt nụ nó khoảng chừng 3-4-5 chân xanh vậy nè. Cây này thì cây mới ghép chừng có chừng năm thôi, chưa dắt năm nữa nha quý chị. Đây nè, bông cũng chùm cũng đạt lắm nha. Cái này gọi là cái bông dạo mai đạo phúc ha. Cho anh chị mình thấy cái này mai vườn nhà con nên anh chị mình yên tâm về mấy cái phản giống bông rồi ha. Bên đây là cây cúc tư long, cúc tư long hôm bữa nè các anh chị xem bông nó cũng lên chùm chùm vậy không. Đây là cúc tư long nè ha, đây là cây giống nè, thấy cây giống cũng đang thổ bông luôn. Anh chị mình xem nè, cây này thì nó già nha các anh chị, già cây. Cây này hoành khoảng 11 luôn nha. Đấy, dạng cây vậy thì có 250 nè các anh chị xem nè, củ đế nó cũng được ha, cho các anh chị mình lấy bo được luôn. Này dạng cúc tư long. Còn cái nữa siêu bông Sài Gòn, siêu bông Sài Gòn cây gốc nhớ của con nè, loại 70.000 vậy nè con chị. Mà cây này bị bơm nè, do bị bơm mà về cái nó rụng lá nó trổ bông nè con chị xem nè. Bông này thì nó bự hơn dạo đa phúc với mấy loại kia ha. Còn bên đây là tư long, bên đây Sài Gòn, còn bên đây dạo đa phúc. Bông dạo đa phúc cũng có duyên lắm nha con chị. Thấy vậy cái nhụy nó, mình xem cái nhụy bông nè. Đấy, này là nó chưa có trổ rộ hết nè con chị, chưa trổ rộ hết nè. Một cái là khoảng 4 hoặc là 5 chân. Đấy, cây này chưa đạt tiêu chuẩn nha. Quay cho con chị mình xem mấy cây nhỏ nhỏ vậy đó, chứ nhiều người ta giới thiệu cái cây giống cho con chị mình, ta lựa cây bự á, cây nào đạt chuẩn ta lên cho con chị mình á. Chứ cây nhỏ nhỏ vậy chưa chắc là có ai dám lên đâu. Nên lên con chị mình xem cái mặt bông dảo đa phúc đây, cây rất đẹp nha con chị, bông cũng cực kỳ đẹp luôn ha. Rồi này thì cũng ngon, cánh thì nó nhuyễn nhiều cánh nha con chị. Ưu điểm của con này á, ghép rất là nhanh ăn ha, cũng giống như mấy siêu bông này vậy. Nhưng mà nụ nó là no tròn, dễ nở nha con chị, dễ nở hơn mấy loại khác rất là nhiều. Dạo đa phúc, cúc tư long. Và bên đây là siêu bông Sài Gòn, thì giới thiệu sơ của anh chị mình những mặt bông vậy thôi. Còn bên đây thì giới thiệu sơ của anh chị mình mấy cái mã mà ế trước ha. Đây là một cây mai nhị ngọc toàn, cây này hoành khoảng gần 17 anh chị. Cây này 800k nè, bao ship nè. Cây này cây dảo đồng tiền 200k nè, dảo đồng tiền nè. Cánh tròn ha anh chị, cánh tròn như một cái đồng tiền vậy cái bông của nó ha. Thì nó nở thì nó nở mà một cái bông đạt chuẩn của nó là 5-6 phân, cánh tròn ha. Đây cho anh chị mình thấy. Cây này 200k ha, cây đang có bông là 200k. Bên đây cây đế nôm đẹp, cây này 300. Đấy. Còn bình lợi thì bây giờ là con còn mấy cái mã hôm qua nha. Cây này là 160.000. Lấy được mười mấy bo nha anh chị. Bắt đầu là bên đây là cây 250 nè. Mã số này hình như là mã số 90 mấy á. Đây cây này 250, hàng bo nhiều nè. Bên đây thì cây là dạng đế á, đế nó lùng á các anh chị. Đây quay sơ hàng ế trước rồi mới lên mã mới nha, cho các anh chị mình thấy ha. Đó, 250 bao ship. Bên đây cũng vậy ha, 250 bao ship luôn. Còn này là cây này là 96, 300k bao ship ha. Dạ đầu tiên là mã số 1 ha, mã số 1. Dạ con lên mã số 1, cây này là một cây dảo đa phúc. Đây, dảo đa phúc mã số 1 đầu tiên, cây tàn nhánh xum xuê tai chi đều nha quý anh chị. Bông thì che trang như cái video là con đăng hồi nãy nha quý anh chị. Đây. Hoành thì yếu chính tí xíu. Yếu chính chút. Đấy, chiều cao. Chiều cao 42. Đế thì nó cũng được nha quý anh chị. Nói chung là lên cái đế cho quý anh chị xem ha. Đế nó củ vui thôi, củ vui. Dáng cũng lắc lắc thôi ha. Đấy, cây mã số đầu tiên, mã số 1. Dảo đa phúc, cây này 250 bao ship nha quý anh chị. Dạ tiếp tục mã số 2. Mã số 2 là con lên một cây cúc vạn phúc nha. Quay xa của anh chị mình xem nha. Cây tàn nhánh xum xuê, cây sung mạnh tốt nha quý anh chị, chứ không phải cây si bậy bạ đâu ha. Lá nó bè bè luôn.
Rồi. Lên. Hoành 9,5 ha. Hoành 9,5. Chiều cao 55. Tự hao cho anh chị mình tính 50 thôi ha. Chiều cao nó tới 55, cây bự lắm nha. Đây tàn nhánh thì rất là sung nha các anh chị, lá của anh chị mình thấy nè, xanh mạnh nè. Thuốc là con sạch bình thường nha các anh chị. Đây. Mấy cái này là manco ha, manco Z để cho các anh chị mình chống nấm á, chống nấm chống rỉ sét. Mà cây lá nào bị rỉ sét rồi là mình không có chống được nè. Là hạn chế lây ra thôi, chứ mà bị rồi thì nó mình không có bị chữa được. Rồi, cây mã số 2 cúc Vạn Phúc, cây này 250 bao ship luôn ha. Và tiếp tục qua tiếp mã số 3 là bình lợi nha các anh chị. Dạ đây là mã số 3. Số 3 là con lên cây siêu bông bình lợi. Hàng thì cành nhánh thì nó cũng được. Cô chú anh chị mình cắt bo được liền. Cho anh chị mình thấy đây. Đấy, ghép đóng chột hai bo ha. Bo thì nó cũng dài nha các anh chị, vừa vừa thôi. Cắt cũng được chừng mười mấy bo đó, nhưng mà có gốc đế thì nó khá nha các anh chị. Đế thì để chân ha, để chân rồi. Lên thông số. Hoành 10, cao 26, 250k bao ship cho cây siêu bông mình lợi số 3. Dạ tiếp tục mà số 4. Số 4 mình lợi, hàng này là con mới đôn, mới con chị đang bán đọt thôi nha. Cái bò thì nó chưa có nha. Đây bán sớm của anh chị mình thôi, mấy cây đấy đẹp đẹp vậy thôi ha. Chứ đúng ra thì cây này nó chưa có bò. Lớp gài hết cây của anh chị. Cây này thì hoành khoảng được 7,5 nha, 7,5 chưa được 8. Chiều cao này không tính nha, cao nó hơi lục nha anh chị. Ghép cũng hai bo bình lợi luôn, cũng 250 bao ship luôn. Hàng là hàng đế thế cho anh chị mình về mình để dành mình chơi nha. Dạ, tiếp tục một cây bình lợi nữa cũng nằm trong chậu, mã số 5. Nằm trong chậu đỏ nha quý anh chị, nằm trong chậu đỏ ha. Đế nó ui ui cũng được, hai chân lắc cái đít cả ha. Cây này hoành 6,5. Chiều cao 25. Cây này cũng 250 bao ship của anh chị mình luôn ha. Cũng là bình lợi luôn nha quý anh chị. Qua tiếp tục mã số 6. Mã số 6 cũng là một cây siêu bông bình lợi luôn. Đây. Bo thì nó cũng dài nha các anh chị. Đây hàng đế chân rồi, thấy nó cũng khá cũng đẹp ha. Vành cũng khoảng 6,5 ha. Chiều cao 36. 280.000 bao ship nha các anh chị. Cũng siêu bông mình lợi luôn. Thêm có 30.000 cho mấy cây đèn này cũng khá là đẹp nè. Qua tiếp tục. Số 7 là nhị ngọc toàn. Từ 7, 8, 9, 10 là nhị ngọc toàn hết. Cho các anh chị mình thấy đây. Đây nhị ngọc. Hoành số 7. Cao 30. 250k bao xếp. Tiếp tục mã số 8 cũng lên nhị ngọc toàn con chị mình luôn ha. Đây cũng lên cây mai nhị ngọc toàn, cây này ghép 3 bo nha con chị. 3 bo, bo thì nó cũng gám già rồi, về cắt bo được rồi ha. Lên thông số luôn. Hoành 9,5. Chiều cao 26. Rồi cây này giá cũng 250 luôn, bao ship luôn ha. Nói chung lớp gài thì còn mấy cây vậy thôi, lên gã gã cho anh chị mình ha. Tiếp tục mã số này là mã số 9 nha cô anh chị, mã số 9. Đây cô anh chị mình xem nè, cành nhánh bo thì nó cũng dài nha, bo thì nó gám nè. Vậy là cắt được rồi nha cô anh chị, cắt bo được liền rồi ha. Đây mã số 9.
Đế này nó cũng cũ ui ui nha, chưa có mần cỏ ra đó con chị, mần cỏ ra nhìn cái cây nó sáng nó đẹp hơn ha. Hoành 7,5, chiều cao 32, cũng 250 bao ship của anh chị mình luôn, mai nhị ngọc toàn. Rồi tiếp tục, cuối cùng là cũng cây mai nhị ngọc toàn luôn đấy, bo rám già là về cắt được liền nha anh chị, cái này đâu có chờ gì nữa, bo nó đang ngon nha của anh chị mình, để vài bữa nó bắt đầu nó bắn đọt nó dở nha của anh chị, giờ về mình cứ cắt bo liền đi, mình ghép liền thuận tiết luôn. Tháng giêng là cái tháng mà thuận mình ghép, mình không có ghép cái tháng này là mình tiếc nha con anh chị. Thiệt, mình lên cái bon cái là nó phủi lên là nó ok, là nó đẹp hết à. Đây hoành 8, chiều cao 26. Rồi mã số 10 cuối cùng, cây này thì giá cũng 250 luôn, bao ship cũng nhị ngọc toàn luôn nha con anh chị. Dạ thì cuối clip là con cũng giới thiệu sơ của anh chị mình lại cái siêu bông bình lợi, hàng mà 70.000 cây ha. Để con anh chị mình thấy đây, cây nó chiều cao nó tiêu chuẩn như này con anh chị, khoảng gang tay vậy ha, tầm vậy. Còn mà gốc đế thì khoảng bằng ngón tay út ăn lại nha con anh chị, thì có gốc bằng ngón tay út, có gốc nhỏ hơn anh út tới đầu bút bi nha, nhỏ nhất là đầu bút bi. Để con anh chị mình xem ha, chiều cao thì nó cũng con anh chị mình lấy được khoảng chừng 3-4-5 bo vậy đó. Mắt lá một nha các anh chị, là một mắt một bo, một mắt một bo, các anh chị mình lấy nhiều không có ha. Ví dụ mấy cây bên kia đó mình cứ đếm là đủ ha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ha. Các bo ngọt nữa mình lấy được là chừng được 4-5 bo là ok ha. Thì cái loại này 70.000 cây, các anh chị mình lấy 5 cây là còn bao ship của anh chị mình luôn. Và bên cạnh đó là cũng có giống khác nha các anh chị, ví dụ cái gốc cúc cam đổi màu này nè, này cúc tam sắc á, ghép gốc tứ quý cũng 70.000. Cúc Vạn Phúc ghép gốc tứ quý cũng 70.000 luôn. Bên kia là siêu bông Sài Gòn thì cũng 70.000 luôn. Còn lại tất cả những giống khác mà ghép gốc mai vàng á, thì chỉ có là 60.000 một cây nha con chị. Cũng 5 cây bao ship ha. Rồi thì video sáng thì con lên con chị mình một số, vậy là con chị mình xem được mã số nào hoặc là giống nào thì có thể là liên hệ qua số máy là 0963210936, gọi nhắn tin Zalo đều được ha. Nếu con chị mình lướt ngang kênh cho một lượt like, một lượt đăng ký kênh phát triển, hay nhưng mà quý chị mình có những đóng góp ý kiến hoặc là tìm những giống mới đó thì mình có thể là comment phía bên dưới nha anh chị, hoặc nhắn tin qua Zalo trực tiếp cho con luôn. Cuối cùng là cũng chúc quý anh chị mình buổi sáng nhiều sức khỏe, em lại quý anh chị trong video sau, và xin chào ạ.